Thời ký chiến trường, người lính và những người lính, tác giả Dũng Thằng Lằn, tập thứ tư. Tấn công phải đi theo triền đồi, nếu càng đi càng sai lệch lịch trình RE, Recon Area. Hướng hoạt động Tấn phải đi vào cái box Alpha 3R3, đúng là phải xuyên qua dãy yên ngựa này, phải băng qua đường mòn. Tốn di chuyển lần xuống con đường, nhìn trái phải, thằng Hà xoay người đi ngược lưng băng qua Danny yểm trợ, rồi đến phiên nó cũng làm như thế để băng qua Hà. Nó đã ở mép bên kia con đường tấn lên bố trí, quan sát rồi tiếp thằng Đeo. Sau đấy không phải tôi vẫn ở bên này bố trí, đẩy thằng cây thua lên, thằng nở xong đến thấy chỗ, tôi tuần tự băng qua. Nhìn hai đầu đường vắng tanh nhưng cảm giác trần trợn sợ, như có ai đó đang nhìn mình. Rồi bước chân đi lùi, tôi đã chạm mép đường bên kia. Tôi đã băng ngang qua nó, trắm vào chỗ thằng nở nổ, để nó tấn lên, bung dần lên. Tôi mắt thằng Long tới phiên nó, không người lớp xúp chạy ngược lưng về hướng tôi. Bỗng dưng, Long trượt chân khi xoay người lại té chuối nhủi, ngực tôi đánh thót một cái. Có cái gì đẩy vướng chân làm nó té, Lâm còn ngồi dậy, mắt nó mở to và luôn cả tôi. Khi thấy một sợi dây cable bằng ngón tay út, tra dấu anh tư lù qua mau và di chuyển gọi Danny lại. Tấn bố trí đội hình chữ T, đầu về hướng đường mòn, chỉ cho Danny thấy đường dây điện thoại loại thứ dữ cấp trung đoàn hoặc cao hơn. Danny nói, "Our phone network, we back in for trouble." Hệ thống đường dây này tụi mình dễ bị phiền phức, mình coi chừng bị đụng ổ kiến lửa. Lấy máy pen EE ra chụp vội máy tắm xong, Toán cẩn thận xóa dấu, dựng lại mấy cây nhỏ bụi rậm ngã rạp lên, cẩn thận tối đa. Nếu mà nhận công tác nghe lén đường dây điện thoại, công tác này muôn vàn gian nan và nguy hiểm. Phần mang đồ nghề nghe lén và máy ghi nhận kèm các tùm lum để chép binh rồi vào đường dây khéo tay cách máy. Nhưng kim biểu đồ, máy loại lớn địch, mấy thằng operator nó đâu phải là một thằng ngồi trực máy đâu. 4-5 thằng là ít. Tụi nó đâu có đuôi đâu mà không thấy mấy cái kim máy giữa dấu trừ và dấu cộng bỗng nhiên trớt về bên trừ. Chúng biết là bị interception nghe trộm. Toán chỉ có con đường chẩu là thượng sách. Toán di chuyển lên một triền, một khoảng khá xa con đường, rừng cây nơi đây rậm rạp với những thân cây cao chót vót. Toán dừng lại bố trí và chuẩn bị gửi mẫu code name. Đeo đặt ba lô xuống mở máy cầm ống liên hộp. Nó áp sát vào tai. Nó chăm chú lắng nghe điều gì đó. Mặt nó đăm đăm rồi chuyển ống liên hộp cho Danny lắng nghe. Danny lại đưa cho tôi, nói khẽ. Mày nghe xem tụi nó nói gì. Tôi áp tay để nghe cho rõ, một tay bịt lỗ tai. Tôi nghe rõ hơn đôi chút xí sâu xí xào. Tiếng ấy tôi nghe được là tiếng tàu, tàu Đà Nẵng, tàu Chợ Lớn. Tôi nghe giọng Quảng Đông, biết ngay luôn cả người Tiều. Nhưng mà cái giọng này là lục địa Trung Cộng, nghe như vịt nghe sấm. Tôi mắt thằng Long lại đưa cho nó nghe chưa đầy 10 giây, đầu máy bên kia cúp. Nó trả lại ống liên hợp cho Đeo rồi nói, tiếng này là bọn cố vấn Trung Cộng nói chuyện gì đó về xe cộ. Tới đó nó lắc đầu, nó chỉ nghe được có bấy nhiêu, giống như tôi nghĩ. Tôi nói với Danny đây là Chinese Advisor in North Vietnam, cố vấn Trung Cộng trong bọn lính Bắc Việt. Nó trợn mắt nhìn tôi rồi lặp lại, Red Chinese in there. Tàu đỏ trong đó à, tôi góp ý. Vậy là mình phải vặn cổ gà, tức đổi tần số liên lạc. Luôn thấy thằng Đeo làm hiệu thính viên thỉnh cầu để xác định sự thay đổi về tần số và hệ thống liên lạc với FAC để cho an toàn, vì sợ địch có máy dò phát tuyến có thể truy tra bọn tôi, vì tình cờ mà nghe được cùng tần số. Cấp lớn cỡ trung hay sư đoàn, chuyện có máy radio direction finder không phải là hiếm. Có vài toán đã bị lộ vị trí vì nó ở nơi nào, tọa độ nào, chúng biết ngay và sau đó bao vây tiêu diệt. 12:25, FAC có mặt, Danny gửi mẫu code name, lần này tỉ mỉ hơn encode,
báo cáo cụ thể những gì tai nghe mắt thấy. Đây là phần chính công tác đã vào để INEAR hay EEE gửi FAC Convey Radar chuyển về Command and Control và nhận ngược lại chỉ thị tiếp tục theo lịch trình mới bắt đầu chưa đầy 24 tiếng đồng hồ mà nị. Chúng tôi chuẩn bị ăn trưa, lúc thằng Long đưa tôi ca nước sôi để đổ vào gạo sấy, tôi hỏi khẽ nó. Hey, cái thằng Tàu có đòi lại cái bánh mà ngủ sực hồi sáng không? Nó cười rồi gật đầu, tôi nói, tiểu cái lậu mộ thằng Tàu đó. Phân nửa toán, tôi và Danny ăn phần còn lại canh mặt bốn hướng gác, hút điếu thuốc thứ hai trong ngày cũng theo kiểu gà mổ. Lúc ngồi canh gác cho phần còn lại ăn, cả bọn nghe tiếng máy bay từ xa đến gần lướt qua khu vực chúng tôi. Tiếng động cơ loại cánh quạt phi cơ vận tải bay cao, nhìn lên không thấy gì hết vì rừng cây cao che lấp. Tôi tự nghĩ chả lẽ tụi máy bay C-130 cải biến trang bị vô cam Canon đánh ngay vào các đoàn xe bá phát bá trúng. Còn đánh đêm, name code là Moonbeam, ánh trăng thấy sensor và máy radar trang bị hồng ngoại tuyến. Khi các máy thiết bị điện tử sensor đã thả vào các khu vực địch ghi nhận các chấn động di chuyển, trung tâm giám sát thâm nhập ICS có mục tiêu có tọa độ, đo đạt tính sổ đàng hoàng rồi mới send tụi Spectrum AC-130 vào làm thịt tụi nó. Hay nữa, có toán Roach Watcher nằm đường ghi nhận mục tiêu theo bài bản luôn cả xác định mục tiêu cho F Phantom hay B-52 đánh bom. Như đã nói mới có độ, còn bọn tôi đâu có làm nhiệm vụ này, hơi sức đâu mà thắc mắc, chỉ ghi nhận để báo cáo sau này thôi. Lấp bụng xong, xóa dấu, tiếp tục di chuyển, đến lượt thằng Long Pullman mở đường, Hà trám chỗ thằng Long, vẫn đi theo triền đồi hiu sai. Trời mưa lất phất, không nặng hạt, tầm nhìn giới hạn, thỉnh thoảng 5 hay 10 phút phải dừng lại kiểm điểm xem có ai bị lạc không. Cơn mưa trở mình xuyên qua các cành cây kẽ lá, mưa tuôn ướt, toán phải dừng lại, mưa to làm bọn tôi thấm ướt quần áo, phải lấy mảnh phong sâu ra choàng, tầm nhìn giới hạn, đứng nép mình vào thân cây, đứng lâu mỏi chân, ngồi thì ướt đít vì choàng có nửa mảnh không kín hết. Biệt kích mà chứ đâu phải như các đơn vị bạn, chịu trận gần một tiếng đồng hồ rồi cơn mưa cũng dứt, mặt đất hơi ấm, hơi sương khói tỏa lên, tăng thêm sương lam chứng khí thấy lành lạnh, trần trận nổi gai ốc, người ướt như chuột lậu. Đang đi bất ngờ thằng đeo hột chân bị trượt, té chùi người cả thước. Với phản xạ tự nhiên nó quơ tay chụp nhánh cây để níu lại, với sức nặng toàn thân cộng thêm súng đạn, máy truyền tin, nhánh cây gãy nên nó nằm chỏng gọng, đeo ngồi dậy miệng lẩm bẩm chửi thề, xem xét lại chẳng trầy suốt gì cả. Tụi tôi phải xóa dấu vết, chụp ếch đeo chỉ tương đối thôi, sau đấy tiếp tục di chuyển không có gì xảy ra nữa. 16 giờ, toán di chuyển từ triền đồi xuống khu đất thấp hơn. Rừng chỗ này thưa hơn nên có chút ánh sáng hời hợt buổi chiều, tầm nhìn rõ hơn một chút, càng đi càng thấy cây cối ngã nghiêng, thấy một vài hố bom lởm chởm dấu tích một trận đánh bom lúc nào đó, có lẽ F hay Phantom, đường kính nhỏ hơn bom B-52, bom 500 cân Anh hố to hơn nhiều. Gần 6 giờ chiều, toán di chuyển đến một nơi cây cối chậm rạp, nhiều lùm bụi, khu vực này tương đối tốt. Danny cho toán ngừng lại để nghỉ đêm, chờ tiền không xác FAC lên vùng rồi chuyển codename báo cáo tình hình cuối cùng trong ngày. Mỗi ngày chuyển 3 lần sáng, trưa và chiều. Nếu gửi buổi trưa, buổi chiều không có gì thì công điểm cuối tính đến 6 giờ chiều. Khoảng thời gian đó, nếu toán chạm địch, mất liên lạc hoặc thất lạc, bọn chỉ huy ở nhà sẽ có kế hoạch tiếp cứu hay tìm kiếm. Brick Light Team cứu toán vào vùng. Cũng như đêm hôm qua, Đeo, Long và anh tư lù đi gài mền, các đơn vị bạn thường gài mền Claymore giữ khoảng cách an toàn từ 25 đến 30 mét, còn biệt kích chơi bạo hơn một chút, khoảng cách lắm lúc không đến 10 mét, đặt mền trước một thân cây to, để đế Blast phục hậu bị cản lại nhờ thân cây. Dây bẫy trip line kiểu chữ Z từ thấp lên cao khoảng ngực, nên bò khòm đi gì cũng vướng.
khoảng cách trái mìn Claymore 15 mét, địch vướng vào đây thì gặp bác sĩ sớm. Ăn uống xong, thuốc lá cũng xong, thiết lập vị trí phòng thủ cũng xong. Bài bản cứ thế mà làm, trải nửa mảnh phong xô, bầy còn ướt để lật xuống đất. Cởi sợi dây ba chặt nặng trĩu đạn để bên cạnh, lấy hai tay xoa xoa bóp bóp hai bả vai mình. Hôm nay lội quá đi thôi, ê ẩm thân mình. Quần áo còn ẩm ẩm cộng với mồ hôi, thấy ngơ ngớ thật khó chịu. Dọn cho mình bãi để đáp, tôi ngã mình nằm xuống, vươn vai một cái, xương sẩu kêu răng rắc. Màn đêm buông xuống thật nhanh, nơi đây có an toàn như ngày hôm qua hay không, chưa biết. Trời tối địch khó thấy ta và ta cũng khó thấy địch, che giấu ẩn nấp, địch không thấy ta mà ta không thấy địch. Cái yếm đạn AK tôi vẫn mang khi ngủ cho ấm ngực, xoay người nằm nghiêng nó cân cấn, thôi kệ mẹ nó trắng chịu vậy. Mùi ngây ngấy lá ẩm lá một cây khô cây một xông lên, đó là hương đêm biệt kích. Nằm liêm diêm chưa ngủ được ngẫm nghĩ hương đêm, mà tôi cũng có ngửi hương đêm, mùi dạ lý nhà ai hương thơm ngạt thở. Nhà đài trang đây theo kiểu nhà em có hoa vàng trước ngõ tường thật là cao. Bức tường nhà nàng cao cách mấy tôi cũng dư khả năng vượt qua. Tuột đồi leo núi gì tôi cũng học cũng vượt qua hết. Duy có bức tường vô hình gia đình nàng là tôi chịu thua. Mà không chừng bố nàng nói đúng, con lấy nó lấy gì mà sống. Không riêng gì tôi, những người như chúng tôi ăn bờ ngủ bụi. Mà là bụi cây rừng rú, màn trời chiếu là nửa mảnh phong xô, nếu có chết cũng chẳng gói hết thành hài. Nghĩ rồi thấy thương mình và tội nghiệp những người trẻ giống như mình, mệt không thèm nghĩ nữa, ngủ mai đi tiếp. Màn đêm còn dày, đêm còn dài, ngủ là khỏe thôi. Gần nửa đêm ngồi bật dậy nghe ngóng, đặt súng lên đùi, với tay lấy bình toan nước, hớp một ngụm, xong, mở nắp đồng hồ dạ quang đeo tay ra xem. Nhìn những chấm lân tinh phát quang trên mặt đồng hồ, thấy một chút gì văn minh con người, thói quen giữa đêm đen mỗi lần đi nhảy toán. Hai chấm to, tôi lấy tay che lại đưa tận mắt nhìn rõ. 12, 2, 2 giờ đêm, một tiếng nổ kinh hồn mền Claymore. Pum! Tôi nằm trạp xuống theo phản ứng. Cách 5-10 giây sau, hai tiếng nổ nữa, nhỏ hơn mình, M14. Pum pum! Nghe tiếng người trên rỉ trong gió. Như vậy chúng tôi đã bị theo dấu và theo dõi. Cả toán lúc này đã ở trong vị thế súng hướng về Fire John. Bất chợt một tràng AK full auto nổ giòn. Ánh lửa nhấp nháy khoảng 20 mét xéo qua hướng chúng tôi. Rồi một tràng nữa. Nhìn những tracer đạn lửa cách khoảng, tiếng đạn chém thân cây bụp bụp, không có viên nào hướng về bọn tôi đang nằm im. Sau hai trận AK đó rồi, địch im bặt, ngoại trừ 2-3 tiếng rên rỉ lúc to lúc nhỏ. Bọn tôi đoán là địch chưa phát hiện vị trí toán, vì tầm đạn vừa rồi bắn cầu mai trúng thì sẽ bắn trả, trật thì thôi. Và nhất là để khiêu khích chúng tôi lộ diện. Bọn tôi chả ngu gì mà bắn trả, tôi chỉ sợ thằng nở nổ, nó pancake thôi. Nếu cô cậu bắn trả là lộ ngay, nên tôi lấy tay chạm nhẹ họng súng nó như một nhắc nhở. Trái Claymore nổ vừa rồi là gài tự động, còn một trái nữa, mình bấm, con cốc bấm mình đang nằm trong tay đeo. Nằm đây cố mang dây ba chặt vào sợ gây tiếng động, mất gần 5-10 phút tôi mới tròn vào được. Nghe tiếng hét bên này rồi tiếng rên bên kia rồi im bặt chả biết chúng làm gì. Lôi kéo mấy thằng bị thương hay chết ra hay để đó. Có điều chắc chắn là sẽ còn vài ba thằng nằm ở ngoài đó canh chừng nhất tỉnh nhất động bọn tôi. Và vài ba thằng trút về kêu tăng viện. Màn đêm vẫn còn dày, mắt nặng trĩu mà muốn nhìn thủng màn đêm, không thấy gì hết. Dùng thính giác, cảm quan như người mù mẫn cảm. Lắng tai để nghe, hiệp sĩ mù nghe gió kêu một mét chắc cũng làm như tôi. Không riêng gì tôi, đây là tình trạng và tâm trạng chung cả toán trước tình hình biến đổi. Một tay cầm súng nghiêng mình với lấy bao cà phê Instant Coffee loại nhỏ trong khẩu phần lương khô Ration C, dùng răng xé đổ vào miệng nhai với kẹo cho vân gâm để có chất caffeine cho tỉnh ngủ.
ngọt ngọt đắng đắng, khi nuốt nước bọt nó làm nghẹn nghẹn cổ họng muốn sặc ho. Lấy khăn tam giác tròn trùm miệng, trụi có ho cũng ngăn được tiếng. Với tay lấy bình toan nước ra, nốc một ngụm để giải thoát cái nghẹn họng, thấy dễ chịu, miệng hơi đắng vì cà phê, tỉnh ngủ và thấy người tỉnh táo, vẫn nằm sắp tay ghìm súng. Ngày 6 tháng 12 năm 70, ngày N cộng 2, gần 5 giờ trời còn mù mờ, hơi ẩm hơi sương mù, giăng đầy màu trắng mờ đục, cố nhìn xéo qua phải. Mẹ nó thằng nở nổ, nó nằm sấp như vậy mà ngủ, không biết như vậy từ lúc nào. Lấy tay khều, nó giật mình, trạng thái bừng tỉnh vì vụ nổ nửa đêm. Trở về thực tại, nó biết là còn trong vòng nguy hiểm. Tôi nhíu mày hất đầu hướng trước, nó hiểu ý, ghìm khẩu XM293, mắt hướng về đầu súng. Không có màn cà phê, thuốc lá ăn sáng gì cả, kể cả vệ sinh tối thiểu rửa mặt súc miệng. Duy có tiểu tiện là theo kiểu quỳ hai gối xuống mà tè từng phát một, không dám tè la phan cả tràng. Một đêm thức trắng giả con mắt, mặt mày ai nấy trông hốc hác bơ vờ, như những tên nghiện không có thuốc. Lấy tay che miệng ngáp, Mỹ, Việt, Thượng, Nùng gì cũng ngáp. Đang bị trình rập, màn sương mù này có thể che giấu bọn tôi. Tra giấu với Danny, tụi mình go now. Tuần tự khoác ba lô vào, không thâu hồi trái mền, chỉ tháo dây ra lấy con cóc bấm, không có thời gian để xóa dấu, sợ gây tiếng động, để thằng khi thua mở đường, mỗi người cách nhau tầm tay đi sát nhau để tránh bị lạc. Cẩn thận từng bước, trốn rén bước từng bước, nhìn trái phải trước sau, sự thận trọng không riêng gì tôi, càng tránh xa chỗ này càng sống càng tốt, không bao lâu bọn chúng sẽ đến đông hơn để truy đuổi. Đi không biết bao xa gần đến giờ để báo cáo với FAC, 6 giờ 15, Toán dừng lại bố trí để gửi mẫu công điện khẩn cấp yêu cầu triệt xuất, Toán bị theo dõi, địch vướng mình phòng thủ, tình trạng vô sự. Tôi nhìn vào SO thấy mấy hàng chữ code đổi sang chữ mã số, thằng Danny đang đọc để gửi đi, cuối câu có thêm ASAP, as soon as possible, càng sống càng tốt. Bọn tôi nhận lại mẫu tin ở Command and Control là Negative Request Deny. Thêm vào đó, Break Contact Continue Mission, thỉnh cầu bị bác tiếp tục thi hành công tác. Bởi vì Toán chưa bị chạm địch, Toán vô sự, lệnh là lệnh. Tôi nhớ lại câu đại ca Vinh, thời gian ở đây ngắn hơn, bài đáp rất khó, rừng cây mênh mông. Nếu dùng string phải có một vài cái hố bom. Mà chỗ đó bọn tôi đã đi qua rồi, nếu được chấp thuận cho triệt xuất, chẳng lẽ quay trở lại, bọn chúng đang ở sau lưng, thôi thì đi tiếp, tới đâu thì tới. Miệng lẩm bẩm như thế nhưng trong con người tôi thấy nó làm sao ấy, cảm quan mình nên tin vào giác quan bén nhạy nhất là giác quan thứ 6. Hay là nói sợ hãi đang bị theo đuổi làm mình chùng đi do quán tính. Mặt tỉnh bơ như ruồi nhưng trong bụng đánh lô tô, bạn có biết hơn là 50% liên hệ thông tin liên lạc thông thường con người hiểu nhau hơn là bằng những hành động biểu lộ động tác body language. Mình không thể đọc được tư tưởng và ý nghĩ người khác, nhưng có một điều tôi tin chắc rằng mình có thể biết được họ muốn nói gì và muốn gì, nhìn vào sự biểu lộ gương mặt và ánh mắt họ, tránh cẩn thận ngang chú mày. Và lo cho tụi nó, âm hưởng câu nói đó như lặp lại bên tai tôi, lướt vội cặp mắt nhìn tụi nó. Đến người cuối là anh Tư Lù, tôi dừng lại và vừa lúc gương mặt nông dân ấy không còn cái nét hiền từ nữa, như là sát thủ, đôi mày châu lại, cánh mũi phập phồng, thái độ anh kỳ quặc. Hình như có điều gì đó, chỉ có anh thấy, chỉ có anh biết, anh đánh được hơi việc cộng chăng? Anh thấy chúng, anh đưa tay ra dấu im lặng, một ngón tay đặt ngang môi, anh nghiêng đầu lắng nghe cái gì đó. Anh nhíu mày lại, gương mặt vẫn giữ nguyên nét bậm trận sát thủ, nhìn qua tôi và đeo, đang theo dõi cử chỉ của anh. Anh ra dấu hai ngón tay chụm lại chỉ về hướng trước mặt anh. Anh đi đoạn hậu, đang xoay người về hướng trái, nắm tay cong lại, ngón trỏ ngoặt xuống đất. Địch đang ở trước mặt cự ly gần.
tim tôi đánh thót lên cả toán báo động che giấu ẩn nấp, thu mình ẩn vào các bụi rậm khuất, thu người càng nhỏ càng tốt. Những thân cây gãy đổ nằm chắn ngang lối đi, bụi cây mọc phủ lên bây giờ là vị trí quá tốt cho bọn tôi lẫn mình ẩn nấp. Khoảng không gian yên lặng ấy không lâu, bọn tôi hầu như nín thở xuyên qua các cành cây kẽ lá. Nơi bọn tôi nằm, ba tên bộ đội cộng sản đang lom khom dọ dẫm từng bước, tội phòng chống biệt kích. Hai tên ghìm AK, một tên vác trên vai khẩu B-40 với cái bắp chuối, nòng súng xê dịch theo bước chân nó, lưng nó đeo cái đai với mấy trái đạn gắn sẵn mấy ống thuốc bồi. Hai tên mang AK không đeo ba lô, chỉ mang yếm đạn, lựu đạn và bình ton, dây đeo chéo trung cộng. Cả ba đều đội mũ tai bèo. Trước tụi này bao nhiêu tên, sau tụi này không rõ bao nhiêu. Có ống thổi lửa B-40 tệ lắm cũng phải 20 tên. Cả ba lọt ngay vào tầm bắn bọn tôi, nằm áp mặt xuống nghe những tiếng động nhỏ nhoi bước chân người lên lá khô và cành cây mục. Tụi nó đâu phải là thánh đâu mà đi hỏng mặt đất. Một tên trẻ qua hướng bọn tôi nằm, chơi đâu cũng vậy, chơi chỗ này giùm em cảm ơn. Thằng này khiêu khích trước khoảng độ chừng 5 mét rồi 3 mét, khi nó cúi nhìn xuống chỗ anh Tư Lù. Mắt chạm mắt, anh Tư Lù khai hỏa, không ai bảo ai, cả bọn đều nổ súng. Một mớ âm thanh hỗn độn nổ vang, tiếng trét trét K-15, tiếng tông tông hoành hoành M-79 bắn trực xạ. Tràn đạn vừa dứt, các họng súng vẫn còn bốc khói, vỏ đạn đồng văng vung vãi cạnh bên. Chung quanh nghe tiếng trớp trớp, âm thanh băng đạn mới lắp vào cơ bẩm đưa đạn lên buồng súng. Mùi khen khét khói thuốc đạn, tôi ngửi mà ngất ngay, thấy tỉnh người ra, bể rồi, tới đâu thì tới. Đám còn lại đâu đó lộ diện phản ứng để đáp trả lại bọn tôi. Từ trong các bụi rậm tàn cây gần đấy, lửa nhấp nháy nhiều nơi, hàng loạt đạn AK bay vèo qua tộc tộc tộc, chạm vào và chém. Các nhánh cây và thân cây gãy nghe sẹt sẹt, tầm đạn cao lướt qua đầu bọn tôi, thỉnh thoảng nghe bục bục khi chạm vào thân cây trước mặt. Bọn tôi đáp lễ, cả bọn trút vào những nơi có ánh nhấp nháy, AK không có loa che lửa như K-15. Trút hết cả băng công thứ hai full auto, tiếng M79 hạ nghe tum tum hoành hoành liên tục, đệm thêm nở nổ dội vào đội hình địch, nhoài người sang bên trái lắp vào một băng mới nhắm vào chỗ cũ bắn rồi bắn tiếp. Thật sự tôi không thấy thằng cộng sản nào nữa bằng mắt, ngoại trừ ba thằng đầu tiên đang nằm sắp nằm ngửa kia. Nhưng có điều tôi tin chắc rằng đằng sau những ánh lửa nhấp nháy từ những họng AK, bọn chúng còn lại không còn nhấp nháy nữa, đã im bặt. Sau cái mát minute, bọn tôi tận dụng mọi hỏa lực tập trung để trấn áp đối phương với những điều kiện có thể được do mình chủ động. Nhưng nếu phải ra tay, tiên hạ thủ vi cường, đánh nhanh trút gọn. Sau khi bọn tôi trút đi, một điều chắc chắn bọn nó, nếu vài tên còn sống sót cùng đám tiếp ứng khác sẽ đến chỗ bọn tôi đã trút quan sát xem vị trí chiến đấu. Từ đó nhìn các loại vỏ đạn K-15 M79, điều này chúng có thể biết còn bao nhiêu người khó chuẩn xác. Đánh với tụi này theo bài bản, theo giang hồ cũng có rồi chế biến, thế mới gọi là bất quy ước mà nị. Luôn luôn thay đổi vị trí khi tác xạ một khóa tra hai tra ba nếu có thể làm được. Vì quận bọn biệt kích gián điệp gian hiểm, chính vì thế toán thám sát luôn luôn bị một chọi 5 hay 10, có khi 20. Một bên 80 ký địch ta có nửa cân không gian hiểm sao được. Phải rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, tôi nói khẽ trong lúc Danny lấy vội phương hướng cho la bàn để Zulu. Nhìn sơ vào tấm bản đồ chỉ mát ghi tọa độ từ đường vạch chỗ đóng quân đêm qua và chỗ vừa chạm địch, mình sẽ đến chỗ này theo truyền núi. Danny nói tiếp, on double, truyền khẩu on double. Mọi người hiểu ý Tango Zulu, Tango Zulu. Xem xét sơ lại mình và mọi người có gì sơ sót rồi khởi hành. Khi thua đi đầu làm phone man, lặng lẽ trút đi, rừng cây chằng chịt những dây leo và bụi rậm, không thể đi nhanh hơn và cũng không thể chậm hơn. Cách xa được khoảng 200 mét an toàn, đi nhanh thì xa trời bọn chúng hơn.
Nhưng đi như thế dễ để lại dấu vết, đi chậm cẩn thận hơn đôi chút nhưng cự ly địch theo đuổi quá gần, mồ hôi ra nhễ nhại, miệng khô đắng, mang nặng đi cúi người khom khom, luồn luồn mà đi, sức nặng ba lô trên mình ghì người xuống. Đi khoảng 200 mét, Toán dừng lại uống nước nghỉ mệt khoảng gần 5 phút. Mọi người uống nước cầm hơi, cái bụng trống không, trụi có chết thành ma đói. Lần này tôi tự nói câu ấy chứ không phải thằng nở nổ. Rồi lại tiếp tục di chuyển, một tay cầm súng, một tay vạch lối mà đi theo người trước. Mắt nhìn trái rồi nhìn phải, lâu lâu nhìn lại phía sau sợ người đi kế bị lạc. Thấy thằng nở nổ vừa đi vừa thở hổn hển cũng cố cười rồi với tôi. Tập thứ tư đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục tập thứ năm.